Đây mọi người nha, bây giờ mình sẽ thử xoay vòng. Xoay vòng nha mọi người nhá, giống như người ta xoay xe máy, nghĩa người ta đi xe máy mọi người. Đấy. Bắt đầu nha, đẩy mạnh. Đẩy mạnh một bên là nó xoay. Xoay bên trái, giờ mình xoay bên phải, đạp bên này. Đẩy mạnh một 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 bên này là các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm video mọi người. Hôm nay cùng gia đình mình xuống lòng hồ để kiếm cá ăn mọi người. Đấy, bây giờ mời tất cả mọi người cùng xem. Mọi người xem hết video của mình để trải nghiệm phong cảnh ở mình chỗ này nha mọi người nhá. Đấy, đây xung quanh là toàn là núi. Ở giữa là nước. Nhìn rất là đẹp mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ tí mình sẽ chèo thuyền kia mọi người. Đấy, lò lăm rồi mình không chèo thuyền. Thuyền kia là thuyền của mọi người đánh bắt ở đây. Mình tí mình mượn đi ít đi đi tí thôi. Đấy. Người ta đang thả lưới, người ta để thuyền ở chỗ này. Tí mình mượn một tí. Đấy, đây là người nhà mình nha mọi người nha. Đây là em của mình nhé mọi người nhé. Vậy là mình có xuống nước thả lưới rồi, không trúng mọi người ạ. Chắc là lưới này to quá, mình không quen thả lưới, không biết có cá, không biết kiểu cá nên không có cá mọi người. Đây là bố mình thả lưới cá nhỏ mọi người. Đây, thả lưới cá nhỏ thôi. Đây là cá nhỏ này. Bụng của mình thả được bằng này cá này mọi người. Cá bông nhìn rất là đẹp, cả cá bông luôn. Giờ mình sẽ đi lại từ thuyền nha mọi người ạ. Lâu lắm rồi mình không chèo thuyền, chắc quên rồi mọi người. Đi đi lại. Đây mình sẽ đấy, chèo đạp bằng chân nha mọi người nha. Đây. Đấy, giờ mình sẽ chèo đi chỗ em của mình đang thả lưới bên kia mọi người. Đấy, đang đập nước. Đấy, giờ mình sẽ đi chỗ thằng em mình thả lưới đó xem có cá hay không. Mình bỏ nghề chèo thuyền chắc
5 năm rồi mọi người, nhưng mà chưa quên lắm, vẫn còn đạp được thuyền. Đấy, ở chỗ này rất là đẹp lắm mọi người ạ, đẹp lắm luôn á, nhìn núi xung quanh rất là đẹp luôn. Đấy, bên kia là em của mình nhá, ở dưới nước đấy. Mùa này nước nó xuống rồi, nhìn nó nước nó nhỏ. Đấy, mai mốt nước nó lên ở chỗ có cái nước nó ngập hết. Nhìn nước ở ở đây rất là rộng luôn á. Đấy, đây em mình đang thả lưới này, không biết có cá hay không. Đấy, đây là lưới số 3. Lưới số 3 không có con nào luôn mọi người. Đấy, tí về không có cá ăn, kéo hết lưới rồi không có con nào luôn này. Đấy, không có con nào luôn. Mình tính nhau qua đây để trả thuyền, nhưng mà chủ thuyền không thấy, nó đi cắm câu ở chỗ nào rồi. Thôi tí nữa mình qua lại sau nha mọi người nhé. Giờ mình cứ đi tiếp, lo lắm là mình cũng chèo thuyền thích lắm. Mình lại chèo đi tiếp, tí mình quay lại trả họ sau, không sao. Đây mọi người nha, bây giờ mình sẽ thử xoay vòng nha mọi người nhé, giống như người ta xoay xe máy, nghe tí ta đi xe máy mọi người. Đấy, bắt đầu nha, đẩy mạnh. Đẩy mạnh một bên là nó xoay. Xoay bên trái, giờ mình xoay bên phải, đạp bên này. Đẩy mạnh một bên này là y như thì bọn thì bằng xe máy. Kéo đi nhá. Về bờ nha mọi người nha. Đấy, về bờ là mình sợ thuyền mình hư là mình nhẹ lại nha. Đấy, đạp phanh. Đấy, nó nhẹ lại đây. Đấy, đấy, đấy là xong. Về bờ an toàn. Đấy, đây mọi người này, mình thả lưới cá nhỏ bên này này mọi người. Đấy, thả từ nãy giờ mà không có cá nào dính vào lưới luôn á. Đây, toàn đất. Đây, có vài con. Đây, không có con nào luôn. Hôm nay là không có cá ăn rồi. À, mọi người ơi, bây giờ buổi chiều đấy mọi người, mình sẽ đi trả thuyền nhé mọi người nhá. Đây là chủ thuyền nhé mọi người. Đấy, giờ chủ thuyền nó giăng câu xong rồi mọi người ạ. Bây giờ chủ thuyền nó đi về rồi, đi về làng. Đây, chủ thuyền nha mọi người nha. À, em ơi, giăng câu xong hết chưa? Em giăng câu xong xong hết chưa?
Xong bây rồi. Giờ đi về hả? Em Lăng nè. Lăng nè. Hương Rang. Lăng Hương Rang hả? Đêm nay em giằng co em có thăm không? Có hả? À, đúng rồi, giằng co là phải thăm. Nếu mà không thăm là cá sẽ chết mọi người ạ. Bây giờ em nó sẽ về rồi, mình không làm phiền nó sợ tối, mình cũng về sợ tối mọi người ạ. Bây giờ em đi về đi. Cảm ơn em đã cho anh mượn cái thuyền nha. Bây giờ em nó về, chủ thuyền nó treo thuyền nó chuyên nghiệp hơn mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ dừng video nhé mọi người nhé. Tối rồi mọi người ạ. Đây 6 giờ rồi. Giờ mình về tới nhà chắc 7 giờ luôn mọi người ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây. Mọi người xem video đăng ký ủng hộ kênh để đón xem video của mình tiếp theo như thế nào nha mọi người nhá. Mình sẽ cố gắng làm video cho đẹp và hay, chất lượng hơn cho tất cả mọi người cùng xem. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.